vị khán giả và các em cùng đến với chương trình Ước mơ của em. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV đồng sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng Sanio Aqua. Và ngày hôm nay thì có rất là nhiều những lá thư đã gửi về cho chương trình Ước mơ của em, nhưng mà chị Mai Phương đã phát hiện ra một lá thư rất là dễ thương của một bạn nữ. Chà, không biết là bạn nữ này đã chia sẻ ước mơ gì ha. Đợi một chút để chị Mai Phương liên lạc với hiệp sĩ đó nào. Xin chào hiệp sĩ. Xin chào Mai Phương. Hiệp sĩ ơi, ngày hôm nay nhiệm vụ của hiệp sĩ đến từ ước mơ của một người bạn nhỏ đã chia sẻ với Mai Phương. Và đây là bạn nữ. Vậy thì Mai Phương đố hiệp sĩ nha, ước mơ của bạn ấy là gì? Có phải là ước mơ của bé bây giờ là một cái ước mơ mà bé muốn làm đúng không? Lần sau đoán như vậy thì đừng có đoán nữa nha, đoán mà như không vậy đó. Thôi được rồi, Mai Phương biết là hiệp sĩ sẽ chịu thua thôi. Chính vì vậy mà bây giờ Mai Phương sẽ chia sẻ ha. Bạn Gia An ở tại địa chỉ số 24/26, đường D3, phường 25, Bình Thạnh. Và ước mơ của bạn ấy là muốn làm một chiếc xe lăn tự động chế tạo từ chiếc xe lăn tay bình thường. Hả? Ước mơ gì nghe nó là lạ quá vậy? Thì đúng rồi, lạ mà. Mà Mai Phương không có biết đâu. Thôi bây giờ tốt nhất là hiệp sĩ hãy đi gặp Gia An và trò chuyện trực tiếp để biết xem nhiều thông tin nữa nha. Ồ, xin chào con. Chú là hiệp sĩ tham gia chương trình ước mơ của em. Tại thấy có nhiều người nghèo phải nằm bại liệt luôn nữa không có xe lăn. Ước mơ của con là được tạo ra một chiếc xe lăn có thể hút rác, để một là để bảo vệ môi trường, hai là không bị tốn nhiên liệu xăng hay là dầu gì đó. Tại thấy có nhiều người nghèo phải nằm bại liệt luôn nữa không có xe lăn. Thế bây giờ con làm bao giờ con vẽ cái bản vẽ ra chưa? Chẳng hạn máy móc của con á. Có. Wow, cho xem nha. Đâu rồi còn cái máy hút bụi ra đâu con? Dạ, để dưới đằng sau. Thế thì từ cái máy hút rác này rồi làm như cách nào để mà nó trở thành năng lượng để mà nó làm cho xe chạy, con nghĩ ra tới không? Chưa. Hả? Vì con nghĩ là hút rác lên, sau đó để một con gì đó nó thích ăn rác thì thích xong nó quay cái trục bánh xe thì tất cả bánh xe đi theo. Thế thì con nghĩ là con gì thích ăn rác con? Không biết. Thế bây giờ thôi mình không nói nhiều nữa. Chú nghĩ là đầu tiên mình sẽ kiếm một chiếc xe lăn để mình có hình dung thực tế nó như thế nào, sau đó mình sẽ tính tiếp. Dạ. Được không? Được. Mẹ cho con đi nha. Đi làm rồi mà. Rồi con đi nha. Cẩn thận nha con. Dạ. Alo, em xin chào chị ạ. À. Dạ. À rồi. Dạ rồi. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Chú có hẹn một kỹ sư. Bởi sử dụng cơ khí để mà giúp con hoàn thiện cái phần về các động cơ để mà cho cái xe lăn của con. Xin chào con Triết. Chào. Rồi, xin giới thiệu của con đây là bạn An. Thì ngoài đốt, nhưng mà nếu mà đốt ở trong đây á, đốt giống như động cơ xe máy để cho chạy. Cái này là đặt tự động là hút rác năng lượng. Mà con thấy là không có con gì ăn rác thì ngoài đốt, nhưng mà nếu mà đốt ở trong đây á, đốt giống như động cơ xe máy để cho nó chạy. Có nghĩa là mình sẽ gắn cái động cơ xe máy trong này cho nó chạy. Dạ. Động cơ xe máy chị thấy nó to cơ thể là không có dựa vô xe lăn. Con thấy nó cũng nhỏ thôi chứ con đâu thấy nó to. Bao nhiêu phần trăm mình sẽ thành công? 70-30. Còn con? Còn con nghĩ là khoảng 80. Còn chú thì chú là 100% nó sẽ chạy đó. Bằng cách là chú đẩy. Thôi bây giờ mình sẽ lên đường. Trước tiên là mình sẽ phải tìm cái xe lăn này nữa. 1, 2, 3, yeah! Con đi nha mẹ. Rồi, em chào chị ạ.
Rồi, mình đi con. Bây giờ mình sẽ vô ngay chỗ tâm bảo trợ về nghề cho người tận tập thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mình vô đó mình sẽ mượn một cái xe lăn. Dạ. Sau đó mình sẽ làm và mình sẽ gửi lại. Xin chào chị, em xin giới thiệu em là hiệp sĩ Thương Vương của chương trình Ước Mơ Của Em. Bên đây là hai bé cũng có một ước mơ rất là hay. Là một chiếc xe lăn mà chạy bằng Grab. Nhưng mà giờ tụi con muốn mượn xe lăn thì có thể nhờ cô giúp đỡ được không? Con sẽ cố gắng là giữ cho nó có thể là không có bị không hơn. Là hoàn thiện và cũng có thể là nâng cấp. Rồi thì nếu như mà cái ước mơ của em vậy thì Dân Tâm sẽ hỗ trợ cho em mượn chiếc xe ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị ạ. Bây giờ mình sẽ tới cái tiệm sửa xe mà chú quen. Xin chào anh Tuấn. Trong tiệm chú có động cơ nào không xài nhưng mà vẫn còn làm được thì chú cho tụi con mượn hay là hoặc là cho tụi con xin nha. Bự giá. Dạ. Các bạn đi chơi à? Ghê à. Theo con nghĩ hả? Xăng vào đây. Ở trong đây là bê tông, thanh truyền. Cái này là cái buri. Khi mà nổ á thì bê tông đẩy lên, xăng ở đây vào, buri sẽ đánh lửa, nổ xong rồi nó chạy ra lại đây, nổ đi áp lực chạy về xong nó làm lại tiếp tục. Đó là cái động cơ đứng trong. Tôi thấy sao? Làm sao để tạo cái hơi mà cho nó đẩy được cái động cơ bên trong. Nếu mà thay thế bằng gác thì phải lồi nào để cho nó vô để nó tạo qua cái lực ép giống vậy. Chú bây giờ chưa thấy gác ngõ cho em mà nó chạy đâu. Chắc cũng thất bại. Thất bại. Hey. Việc mà hút rác coi như là mình đã thất bại rồi. Nhưng mà cái việc mà mình làm cái chiếc xe lăn này hoạt động để mà mình có thể giúp cho những người đi lạc khó khăn vẫn sử dụng được không nào? Dạ. Chú sẽ dẫn con đến một chỗ, ngay chỗ đó họ có thể giúp mình được gì không? Con cũng cảm ơn chú vì chú đã cho con mượn để con được thêm được nhiều điều về cái động cơ cách. Được rồi, cảm ơn con. Ở chú xí cho nó mất đường luôn hay là còn hở chú? Xí còn hở chú, chính xác. Rồi, bây giờ mình đang đi tới trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Dạ. Đó, dễ gì. Chắc gặp thầy Hùng ạ. Chào thầy. Chào con. Con tên gì? Dạ, trường Ngọc Minh Trí. Dạ, con là Đinh Lỡ Vàng. Đây là ước mơ của con là làm xe lăn mà chạy bằng rác nhưng mà không thể làm được nên giờ con vẫn muốn là xe lăn này vẫn chạy được khỏi cần điều khiển bằng tay. Rồi hai con có ý tưởng rất là hay thì trường Đại học Hutet sẽ giúp cho hai con thực hiện ước mơ của mình. Giới thiệu với hai con, đây là thầy Tiễn. Thầy Tiễn sẽ giúp cho hai con là làm hoàn thành biến cái xe này lăn này thành xe lăn điện. Mình bắt đầu như thế nào vậy ha? Tại vì hỏi rồi, hỏi mình trước. Ok. Bé Trí sẽ gắn bên đây. Đây là động cơ DC 21 triệu ha. Nó có hộp số, hộp giảm tốc nó rất là mạnh. Khá nặng đúng không? Gắn cái bánh này vô, nó sẽ kéo. Cây này để làm gì? À, điều khiển. Ở chú xí cho nó mất đường luôn hay là còn hở chú? Xí còn hở chú, chính xác. Mới trượt được, đúng không? Chúng ta đã thấy là hai bé đang rất là hào hứng khi mà nhìn thấy thầy hướng dẫn các bé gắn động cơ điện vào trong cái xe lăn. Bây giờ hiện tại công đoạn cuối cùng đó là gắn bộ điều khiển vào và gắn bình ắc quy vào thì chúng ta sẽ có một chiếc xe lăn hoàn chỉnh chạy bằng điện đúng như bản thiết kế của bé Gia An. Đó là làm sao một chiếc xe lăn bằng tay trở thành một chiếc xe lăn chạy bằng động cơ.
lại ngược lên. Rồi, nhanh tới rồi. Bắt mạnh lắm. Đó. Rồi, bắt đó. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Kéo phải. Em luôn luôn tin vượt qua bao gian truân cùng bay theo cánh diều mơ ước chắp cánh ước mơ tuổi thơ để ngày mai tươi sáng cho đời. Hiệp sĩ rất thông minh khi kết hợp hai người bạn này với nhau và đây là một sự kết hợp hoàn hảo. Cuối cùng thì ước mơ của Gia An cũng đã thực hiện thành công. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau. Và xin cảm ơn nhãn hàng Sanio Aqua đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Vậy là ước mơ của bé Gia An và bé Minh Triết đã thành công rồi với sự hỗ trợ của thầy Hùng và thầy Khiển. Còn bây giờ thì hiệp sĩ Thiên Vương, bé Minh Triết và bé Gia An, thầy Hùng, thầy Khiển xin gửi lời chào tạm biệt.